như này, gấp xuống này, đó. Khi mà gấp xong này, sẽ kéo vào trong. Và ở bên màn hình sẽ hiện luôn là camera quét luôn này, quét ốc này, đó. Nó đang trước này, mọi người nhìn cắt nhé. Máy sẽ cắt đường đường gân trước, sẽ chạy đường gân này. Đường gân xong đến đường dao nhé. Chạy rất là êm luôn. Đường dao rất là êm mượt. Đây mọi người nhìn khay khay đỡ này, khi mà sản phẩm chạy thẳng ra ngoài ấy, đấy, đỡ giấy nó không bị tông ấy, rất là tiện. Hôm nay sản phẩm mọi người nhìn này, đường gân này. Đó, đường gân rất là đẹp. Đấy, gấp này. Đây sản phẩm mình cắt. Rất là đáng yêu. Đó, bàn cái bàn đỡ dây sản phẩm này rất là rộng nhá. Nên là để giấy thoải mái, mọi người thì để băng chạy ngay cả. Đỡ rất nhiều giấy. Em. Cái giấy này của mình là C350 chưa cắn màng nhé. Nếu mà chưa cắn màng thì sẽ có hơi bụi ở đây. Đây là tốc độ này, còn nhìn mổ gấp này. Gấp giấy theo nguyên lý này là rất khó để đúc, hầu như không thể đúc mọi người nhé. Xong cái tờ này mình sẽ chạy thử tờ đề can cho mọi người xem. Rất là dễ mình, đó, mình gấp cái